Tổng Bí thư Tô Lâm xử lý thể cá cha lúc này để dân nguyền rủa ông Trọng hay sao? Đã từ lâu, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể được cộng đồng mạng tặng cho biệt danh thể cá chê. Nguyên nhân là do ông Thể được cho là quan chức ăn hối lộ và tham nhũng rất bẩn như loài cá cha. Trong giai đoạn ông Thể giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2022, dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm kỳ thứ hai, đã có rất nhiều cáo buộc về các hành vi tham nhũng mang tính lợi ích nhóm, nhưng ông Nguyễn Văn Thể vẫn bình an vô sự và tiếp tục thăng tiến mà không hề hấn gì. Sau Đại hội Đảng lần thứ 13 trong tháng 7 năm 2021, ông Nguyễn Văn Thể được tái bố trí làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên, do có quá nhiều các sai phạm từ kỳ Đại hội 12 trước đó, thì vào ngày 21 tháng 10 năm 2022, Quốc hội khóa 15 đã miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của ông Thể. Nhưng đáng ngạc nhiên, ông Nguyễn Văn Thể lập tức được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025. Theo truyền thông nhà nước đưa tin, ông Thể rời ghế Bộ trưởng là theo nguyện vọng cá nhân. Tuy nhiên, công luận thấy rằng việc ông Nguyễn Văn Thể nhanh chóng nhận được một ghế mới được cho là có sự thỏa hiệp và dàn xếp của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới thảo tin, ông Nguyễn Văn Thể dù là một lãnh đạo người miền Tây nhưng luôn luôn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức quan tâm và ưu ái. Việc ông Nguyễn Văn Thể được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã gây xôn xao dư luận lúc đó. Nguyễn Văn Thể là người thế nào, đã tai tiếng ra sao, ai ai cũng biết rất rõ. Dư luận đã không hiểu được vì sao Nguyễn Văn Thể lại được công trọng cất nhắc chuyển sang lãnh đạo một cơ quan tương đương, bất chấp dư luận như vậy. Mới đây nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gọi tên cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể với lý do ông Thể đã vi phạm thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong việc tổ chức thực hiện các gói thầu dự án của công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Theo đó, những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng một số lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải dưới quyền. Vụ Thuận An là một trong những đại án dẫn đến việc Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ phải mất chức. Tới cuối tháng 10 năm 2024, theo báo cáo của Bộ Công an, số tiền thu giữ trong các giai đoạn điều tra vụ án Thuận An bước đầu là 91,5 tỷ đồng và 130.000 đô la. Trong thời gian đương chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trước đây, ông Nguyễn Văn Thể đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến các dự án giao thông như dự án đường sắt Cát Linh, Hà Nội, Hà Đông, trạm thu phí Bốt, Cai Lậy, v.v. Vậy tại sao cho đến nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới đề nghị Bộ Chính trị và Ban Bí thư kỷ luật ông? Công luận thấy rằng người ta đã nhận ra chân tướng của ông Thể cá cha từ rất lâu, nhưng giờ đây việc Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức gọi tên ông Thể là một điều đáng mừng. Tuy việc xử lý thế nào chỉ chưa ai biết, nhưng dù sao muộn còn hơn không. Việc xử lý các vấn đề liên quan những bê bối của Nguyễn Văn Thể về mặt nguyên tắc sẽ được thực hiện theo quy trình và thẩm quyền của các cơ quan chức năng dựa trên kết quả điều tra và kết luận cụ thể. Tuy nhiên, vẫn có các nghi ngại cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm quyết định lôi cổ Thể cá cha xử lý vào lúc này và để cho người dân Việt Nam nguyền rủa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, việc này sẽ càng nâng cao uy tín của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm xử lý thể cá cha lúc này để dân nguyền rủa ông Trọng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Lại Đắc Tuấn, cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường là ai? Vì sao bị cảnh sát chi lê bắt? Tình trạng suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo Việt Nam hiện nay là vấn đề hết sức đáng lo ngại. Đó không chỉ là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, mà còn là lối sống buông thả hay thích chén của lạ, thường xuyên nên thành tật. Theo truyền thông quốc tế, một cận vệ tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường đã bị bắt với cáo buộc xâm hại tình dục. Sự việc xảy ra trong chuyến thăm chính thức Chủ tịch nước Lương Cường tới Chile từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11. Truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý không đưa tin về vụ việc vừa kể trên, mặc dù truyền thông quốc tế
đăng tin rất nhiều. Truyền thông tại Chile và quốc tế đưa tin về việc kèm theo hình ảnh nêu rõ thủ phạm trong vụ việc là ông Lại Đắc Tuấn, 59 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam, là thành viên trong đội cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường. Bộ Ngoại giao Chile cho biết người cận vệ này, tức là ông Tuấn, đã bị đưa ra xét xử tại tòa án vào chiều ngày 11 tháng 11. Tòa án Chile đã ra lệnh cho ông Tuấn phải rời khỏi nước này, đồng thời cấm ông quay trở lại Chile trong vòng 2 năm. Theo thỏa thuận, một lần được một nạn nhân, một công dân Chile chấp nhận. Theo giới thạo tin, mạng xã hội đã phát hiện ra cá nhân có tên Tuấn Lại Đắc, dung mạo phù hợp với nghi can xuất hiện tại phiên tòa Chile, đồng thời cho biết nạn nhân bị tấn công tình dục là phụ nữ người Chile làm nghề nhân viên dọn phòng trong một khách sạn sang trọng của chính phủ ở thủ đô San Diego. Sự việc xảy ra vào thời kỳ lúc nghỉ trưa. Lại Đắc Tuấn sau bữa ăn trưa tại phòng ngủ đã có các hành vi lạm dục tình dục không tiếp xúc nhưng mang tính khiêu dâm mà không có sự đồng ý của phụ nữ dọn phòng này. Cụ thể, ông Tuấn khi lên phòng đã gọi nhân viên khách sạn. Khi nữ nhân viên vào phòng, lập tức anh này đóng cửa lại trong khi mặc đồ lót rồi ra hiệu bằng tay muốn đấm bóp. Điều đó đã khiến cho nhân viên khách sạn nghĩ mình bị lạm dụng tình dục nên đã hô hoán báo cảnh sát. Ông Lại Đắc Tuấn là phó phòng hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, được cử đi tháp tùng chăm lo bảo vệ sức khỏe cho Chủ tịch nước Lương Cường. Trong chuyến công du các quốc gia Nam Mỹ của Chủ tịch nước Lương Cường, ông Tuấn là đội trưởng đội an ninh bảo vệ. Việc ông Tuấn bị bắt ở Chile vì lạm dụng tình dục đã có nhiều ý kiến đặt giả thiết liệu ông Tuấn có bị gài bẫy hay không, với mục đích nhằm hạ uy tín của Chủ tịch nước Lương Cường theo sự chỉ đạo từ ai đó cao hơn. Facebook Dương Quốc Chính thì nhận xét trên trang cá nhân rằng chắc kiểu đi công tác tranh thủ tạt té, ăn dâu ngô xong lại bị cài đúng không? Chứ đi xứ lạ bình thường làm gì có chuyện dám xâm hại ai. Chắc lại bị anh em đồng chí của mình gài, hoặc do Tuấn chơi phũ quá mới đem em gái nó kiện, cho nên đang làm chuyện mua bán cái ấy rồi chuyển thành xâm hại. Đen cho chủ tịch nước của mình quá, ngay chuyến công du nước ngoài đầu tiên đã bị xúi quẩy. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng Chile là nước thượng tôn pháp luật nên các sếp nhà mình mới dính. Nếu như Việt Nam em nào trái ý lãnh đạo thì sếp ta có thể bảo chủ đuổi việc ngay tại chỗ. Tuy nhiên có nhiều ý kiến nhắc nhở rằng dẫu là quan chức và ăn chơi là chuyện bình thường, nhưng tối thiểu quan chức cũng phải biết ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ. Cần phải biết mình đang ở đâu, mình là ai, ngay cả khách sạn sang trọng của chính phủ nước bạn, các quan chức cũng không thà. Chắc là sau bữa trưa chén chú chén anh xong như ở Việt Nam là các sếp phải dùng của lạ thường xuyên quen mồm rồi. Nay mới đi công cán, xa nhà ít ngày, các quan không nhịn được, rồi cứ tưởng gà Tây ở Chile cũng bở như gà ta ở Việt Nam. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Lại Đắc Tuấn, cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường là ai? Vì sao bị cảnh sát Chile bắt? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de